Xin được chào mừng các bạn cùng đến với LBL Việt Nam Official và chúng ta sẽ cùng đến với hai cặp đấu hấp dẫn ngày hôm nay. Trận đấu đầu tiên sẽ là cặp đấu giữa đội tuyển Anywhere Legend cùng với đội tuyển LGD. Thực ra là những cái cặp đấu này nó sẽ hấp dẫn theo một cái kiểu, đấy là bởi vì sức mạnh của các đội tuyển này là khá tương đồng với nhau. Khi mà chúng ta đang thấy là Anywhere Legend thì các mùa trước ấy họ không có một kết quả tốt, nhưng mà mùa này thì lại bất ngờ hơn một chút. Đấy là Anywhere Legend đang có hiệu số là 2-1 và họ có một cái chiến thắng cực kỳ bất ngờ trước chính BLG, một trong các đội tuyển được đánh giá là có khả năng vào playoff tại LPL mùa hè 2022 này. Và cái chiến thắng 2-0 đấy thì thực sự nó đã khiến cho cái vị thế của Anywhere Legend đã trở nên khác so với các đội ngày hôm nay, ví dụ như là LGD, Thundertalk và WWE. Cả ba đội LGD, Thundertalk và WWE đều chưa có một điểm số nào khi đều đã thua cả hai trận. Và đây là cái cơ hội trong ngày hôm nay thì ít nhất là sẽ có những đội tuyển có được cho mình là điểm số. Ngày hôm qua thì Invictus Gaming đã có một ván thi đấu đầu tiên cực kỳ tốt và đẩy Anywhere Gaming vào cái thế chân tường. Nhưng mà cái thế mà bị dẫn trước 1-0 này là một cái thế mà Anywhere Gaming cực kỳ thích. Họ đã lội ngược dòng thành công với tỷ số là 2-1 và đem về chiến thắng thứ 3 để tiếp tục cái cuộc đua ở trên top đầu. Top Esports cũng có một trận đấu rất gọn gàng trước DLG với tỷ số là 2-0, rất nhẹ nhàng để có thể vươn lên bằng điểm với cả Anywhere Gaming. Thực ra đây là một trận đấu mà tôi cảm giác là BLG họ đang bị chơi vơi ấy. Một sự xuất hiện của Icon nhưng mà cũng không thấy có một cái sự gắn kết nào quá nhiều. Đúng như vậy. Và cũng như là nó cũng không đem lại một cái bản, cái kiểu một cái màu sắc mới nào đến bên phía BLG cả. Nếu mà mùa trước thì chúng ta còn có thể đổ tại là Wayway với cả Breed thì thi đấu không tốt lắm rồi. Nhưng mùa này thì Breed sang RNG chúng ta thấy người ta đánh vẫn rất tốt. Mà Bin thì về từ RNG đến nhưng mà lại không phải là một đầu tàu để có thể cho BLG có thể vươn lên được. Và bây giờ thì BLG đang có chuỗi thua 2 trận, thắng 1, thua 3. Và thực ra là cái việc mà bạn thua 3 trận này là bạn tương đối là khó khăn. Bởi vì trong cái giải đấu LPL này ấy, thì các đội chỉ gặp nhau có một lần thôi. Và những cái trận thua mà nó đến quá sớm như này ấy, thì cái giai đoạn về sau bạn bù đắp lại nó rất là mệt. Bởi vì cái giai đoạn cuối của mùa giải bao giờ sẽ là giai đoạn gạt giò, meta sẽ thay đổi. Và khi mà meta thay đổi như vậy thì nếu mà bạn thua thêm khoảng 1-2 trận nữa là coi như là bạn bị văng khỏi playoff luôn. Thế là tình thế của các đội tuyển như là FunPlus Phoenix hay là BLG đang ở một cái thế rất là khó khăn. Đúng như vậy, BLG họ có gặp được 1-2 đội lớn ở giai đoạn đầu thôi. Thì những cái trận thua đó nó cũng không quá gì gọi là quá nặng nề đối với họ. Tuy nhiên trận đấu trước Anywhere Legend sẽ là một trong những cái bước đà để họ có thể lấy lại cái phong độ, họ lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, Anywhere Legend đã một trong những đội tạo cái tiền đề để tạo nên cơn ác mộng dành cho BLG khi họ phải đón nhận trận thua thứ 3 và họ đang ngập lặng ở cuối bảng xếp hạng. Chúng ta cùng nhìn vào hai đội ngày hôm nay thì Anywhere Legend đang nằm ở top trên của bảng xếp hạng, đang ở xếp thứ 7. Còn LGD thì họ vẫn với một phong độ rất là ổn định, vẫn là một trong những ứng cử viên đội sổ của giải đấu. Chính xác là như vậy. Thực ra là bởi vì LGD không có nhiều sự bổ sung nhân sự chất lượng. Các đội tuyển đang đội sổ đều có một điểm chung, đấy là nhân sự của họ không thay đổi quá nhiều. LGD, Thundertalk hay là WWE đều không có nhiều sự thay đổi. Và nếu mà có ấy, thì những sự thay đổi này nó không thực sự đem lại hiệu quả. Ví dụ như là bên phía Thundertalk rất chịu khó nhập khẩu các player Hàn vào
Nhưng mà rồi cuối cùng thì họ cũng đang không có được chiến thắng nào. Hay đơn cử nhất đấy là FunPlus Phoenix, khi mà mùa giải trước họ đầu tư cả Gori, cả Clit sang. Và đến mùa giải này thì Gori bị đẩy sang Paris Saint-Germain PSG Talon, để lại Clit, và sau đó lại còn nhập khẩu tiếp thêm một người nữa là Sambit. Nhưng mà Sambit chưa kịp xuất hiện thì họ đã thua đến 4 trận rồi. Đúng và rồi. Đấy thực sự là một cái kết quả nó không được không được tốt lắm với cái tham vọng của FunPlus Phoenix. Bởi vì khi mà họ đã quyết định đẩy Doenbi ra đi, đẩy Doenbi đi và giữ lại cho mình là LWX, thì thực sự họ có tham vọng và có cái hy vọng vào xạ thủ này. Mỗi tội là cho đến thời điểm hiện tại thì anh ta đã trở thành một xạ thủ tier 2, không thể nào mà lên được tier 1 tại LPL mùa hè 2022 này nữa rồi. Hiện tại thì FunPlus Phoenix vẫn đang được có một cái câu đùa bởi những fan hâm mộ, đó chính là FunPlus Phoenix chỉ còn là cái tên mà thôi. Họ thực sự không còn được người ta nhìn thấy được hình bóng của nhà vô địch thế giới ở trong đó nữa. Ừ, chúng ta nhìn lại cái BOG như kết quả trận đấu ngày hôm qua nha. Từ mùa giải trước thì khi trong một talk show mà có người đã hỏi anh Dương rằng là nếu như mà Weibo có sự lựa chọn thay đổi khu vực đường giữa thì anh Dương vote cho ai, thì tôi nhớ rằng anh Dương đã có một sự lựa chọn, đó là Icon. Đúng. Thì anh ta cũng đã có màn ra mắt ngày hôm qua rồi, tuy rằng là thất bại trước Top Esports, nhưng mà anh đánh giá như thế nào về màn debut này? Thực ra là tại vì Icon nghỉ một thời gian xin lỗi các bạn. Thực ra là vì Icon nghỉ thi đấu một thời gian rồi nên chúng ta vẫn chưa thể nào biết được cái khả năng của anh ta ở đâu. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái trận thắng của N1 Legend khi mà đối đầu với Rare Atom. Thực ra đây là một trận đấu mà các thành viên bên phía N1 Legend ấy, các bạn có thể nhìn thấy là đội hình của họ cũng là một trong số hiếm đội tuyển không có sự thay đổi gì. Nhưng mà có vẻ như là cái đội hình này của N1 Legend ấy lại rất hợp meta. Vào form rồi. Ừ, nó vào form. Fork đánh cực tốt con Swain, và Betty thì đánh Lucian tốt, đánh SU tốt và đánh Kalista cũng rất ổn. Và Chiu Chiu thì đang có một cái chuỗi ngày đánh hỗ trợ mà tôi thấy là xuất sắc nhất kể từ khi mà anh ta xuất hiện tại giải đấu LPL. Thực sự là những cái ngày tháng này là những cái tháng hạnh phúc, có thể coi là gọi là honeymoon ấy, cái gọi là tuần trăng mật của các thành viên bên phía của N1 Legend ấy. Mặc dù họ đã phải thua trước Lightning, nhưng mà trong một cái thế trận mà họ vẫn có rất là nhiều lợi thế. Và đây, trận chiến thắng của N1 Legend trước BLG. Một chiến thắng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là N1 Legend đã thi đấu rất là cố gắng trước một đội tuyển mà trông có vẻ là nó hơi rệu rã. Đặc biệt là Fofo khi mà anh ta sử dụng quân bài tủ nhé. Asia là tướng tủ, nhưng mà cái trận đấu đấy thì Fofo lại không có được cho mình những cái pha xử lý tốt và để cho các thành viên bên phía N1 Legend có được những cái lợi thế không nhỏ. Mà nói chung là một đội tuyển ở chiếu dưới như là N1 Legend ấy, họ luôn luôn thi đấu theo kiểu là không có gì để mất, và mỗi trận thắng đối với họ đều là quan trọng. Vì cái mục tiêu của họ ban đầu ấy cũng chỉ là cố gắng vào được playoff mà thôi. Và khi mà một giải đấu như kiểu LPL hay là các giải đấu lớn trên thế giới bây giờ đã là hình thức franchise rồi ấy, thì việc bạn đứng ở vị thế cao hơn, bạn vào được playoff đồng nghĩa với việc là bạn sẽ có nhiều thời gian lên hình hơn, và nó sẽ đem về những cái lợi thế về mặt kinh tế cũng như là về mặt quảng cáo cho những cái đội tuyển đang có mặt tại vòng playoff. Vì vậy thì với N1 Legend, một đội tuyển có vốn đến từ Đài Loan, đấy là khi mà AHQ đã mua lại Rogue Warrior và đổi tên thành N1 Legend, thì chắc chắn là họ rất là cần những cái thành tích như vậy để có thể tiếp tục đầu tư vào các mùa giải sau. Chứ còn hai mùa giải gần đây thì các bạn có thể nhìn thấy là họ đầu tư tương đối là ít. Họ đưa các player ví dụ như là Betty, hay là thậm chí là giai đoạn ban đầu chúng ta còn có cả Refrain hay là có Mountain, một cái người đi được trên Đài Loan nữa mà tôi tự nhiên tôi quên mất. Nhưng mà đấy là có thể thấy được rằng là cái đầu tư ấy của N1 Legend nó không được mạnh bằng so với một số đội tuyển tại LPL. Ví dụ như kiểu V5 đấy, bán cho Ninja Pyjama cái là mua về Kai'Sa rồi Fotic rồi Rookie các kiểu. Nhưng mà đây là trận đấu với LCD gặp V5 mà họ có được những lợi thế ban đầu, bao giờ cũng là những cái lợi thế ban đầu thôi. Nhưng mà cứ sau phút 15 hoặc là phút 20 là LCD lại trở về bản ngã vốn có, đấy là họ ngã luôn. Cái khả năng quyết định ở những cái tình huống then chốt không? Họ không có được cái bản lĩnh lớn đối với những tuyển thủ như bên phía Victify họ có. Mặc dù đang ở phía dưới bảng xếp hạng và đang toàn thua, tuy nhiên họ đã tạo được một cái điểm nhấn trước Victify, đó là một trận đấu họ kéo được cái trận đấu nó dài đến 51-52 phút trước một đội tuyển mà đã có một cái thành tích vô cùng ấn tượng ở mùa giải trước. Thì bây giờ chúng ta cùng xem nè, N1 Legend
những cái trận đấu đầu tiên họ thi đấu ở phiên bản 12.10 thì chúng ta có thể bào chữa cho BLG là họ chưa kịp thích nghi với meta. Hoặc là họ bỏ qua meta, họ bỏ qua meta 12.10 để hướng đến meta 12.11. Bởi vì thực ra là có một vài đội tuyển sẽ làm như thế luôn. Họ biết là sẽ đổi lên 12.1 nên là họ bỏ qua cái meta đấy luôn. Và đây là một sự so sánh giữa hai xạ thủ. Betty đang có những cái ngày tháng thi đấu cực kỳ tốt, cực kỳ thăng hoa khi mà anh ta đứng thứ 3 về KDA với 5.73. Và cái số lượng tướng mà anh ta sử dụng các bạn có thể nhìn thấy là 5 vị tướng: Lucian, Ezreal, Kalista, Kai'Sa và Senna, toàn là những vị tướng trong meta và thậm chí là có thể kéo đến 12.11. Trong khi đó Asum thì cảm giác tù hơn, anh ta chỉ đánh hai tướng là Kalista và Raven, toàn là những vị tướng bạn cần phải có rất nhiều lợi thế ở giai đoạn đầu tiên. Và thực ra là bên phía LGD cũng đã làm tương đối ổn ở cái giai đoạn đầu. Các bạn có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ tham dự hạ gục ở phút thứ 15 của Asum đứng thứ nhất 70%. Lượng vàng được chia sẻ đến từ đội cũng là 26,1% đứng thứ nhất luôn. Nghĩa là bên phía LGD ấy đang tập trung rất nhiều cho Asum ở khu vực đứng dưới. Anh ta cũng đánh những cái vị tướng mà có lợi thế ở giai đoạn đầu tiên. Nhưng về sau thì Asum lại không tạo được cái lợi thế và cũng không carry được các thành viên bên phía của LGD. Đúng như vậy, khi mà họ đánh Asum, anh ta chọn cho mình đó là con Kalista cùng với Draven, hai vị tướng cần cái lượng kinh tế cùng với những sự hỗ trợ người đồng đội mình. Và đặc biệt hai vị tướng này lại rất phụ thuộc vào đội hình. Nếu đội hình của bạn không có cái khả năng chống chịu, không có khả năng giữ chân lại, không có khoảng trống để cho hai vị tướng này có khả năng xả sát thương, thì cái nguồn sát thương đến từ AD carry của bạn nó sẽ bị mất hút. Đặc biệt là Kalista, nếu như cái đội hình của bạn bị thất thế đi, thì đối với những cái đội hình mà ép giao tranh đúng, Kalista rất dễ chết, nó hầu như không có các cách nào để chạy cả. Và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là đây là một trận hiếm hoi bên phía LGD giành chiến thắng trước Jindong nhé. Đây là một chiến thắng rất là bất ngờ đến từ bên phía của LGD với một con Silas câu chiều rất là tốt, và sau đó là những tình huống mà 369 thì lắc số 3 với con Kenneth. Đây là một trận đấu mà các thành viên bên phía của LGD đã giành một chiến thắng rất là tuyệt vời. Và đây là một pha combo hai người đến Shadow cũng thực sự là rất là tốt. Nhưng đó là tất cả những gì mà họ có thể làm ở cái ván đấu này. Đó là tất cả những gì mà họ LGD có được trước Jindong. Đó là một ván thắng. Và sau đó thì họ lại để thua rất là nhanh chóng với một tốc độ cực nhanh. Đúng như vậy. Jindong là một đội tuyển mà tôi đang thấy là có một cái sự thú vị. Đấy là họ thua thì thua rất là lâu. Họ có quay phút 33, 34, 35 gì đấy. Thắng lại nhanh. Thắng rất nhanh. Thắng cực nhanh luôn. Và nếu mà thực sự là với vai trò một bình luận viên ấy, làm cái trận Jindong rất là sướng nhé. Bởi vì họ thua xong thì mà nếu mà họ thắng thì kiểu gì cũng sẽ đánh nhanh. Nên là kể cả viewer họ cũng sẽ thích xem Jindong đánh. Tại vì Jindong nếu tìm một đội tuyển mà có lối đánh hợp với họ, nó xem với họ thì đâu đó chỉ là top esports. Tại vì đây là hai đội tuyển đánh tấn công rất là mạnh, họ đánh bất chấp luôn. Cho nên nhưng mà họ lại có kỹ năng đi đường tốt, họ có được cái khả năng gồng gánh, cho nên khi mà họ thua thiệt họ vẫn sẽ kéo dài được cái trận đấu nó lâu. Còn nếu như họ đã có lợi thế thì với những Kanavi, với những Yagao người ta đang có những cái phong độ rất là cao nha. Bây giờ Jindong là một trong ba đội tuyển đang có cái thành tích bất bại, họ rất là mạnh, họ đã gặp được những cái đội tuyển top đầu rồi, như là Top Esports rồi cả hình như là cả EDG rồi thì phải. Đúng. Họ đều giành được những chiến thắng rất là thuyết phục. Thực ra là bộ đôi đường dưới của Jindong đang làm cực kỳ tốt, nhưng mà có một đội tuyển nữa mà cái thành tích cũng đang cực kỳ khủng khiếp, đấy là V5. V5 chưa thua một ván đâu cả. Họ chưa gặp được tuyển mạnh. Chính xác. Chúng ta cần phải có những phép thử dành cho V5. Khi mà Li Ninh và cả Jindong đều đã gặp những cái đối thủ được đánh giá ngang cơ với họ rồi. Và ở FPL thì chúng ta cũng đã chuyển qua phiên bản 12.11 rồi. Cái gì đó hôm qua thì cũng đã có những trận đấu đầu tiên là 12.11. Thì cái meta 12.11 này chúng ta có thể thấy là nó thay đổi khá là nhiều ở khu vực đường dưới. Khi mà Jerry trở lại, Aphelios có thể trở lại và Senna lại trở thành một cái vị tướng gần như là top đầu ở trong cái khu vực đứng dưới này. Những cái trận đấu có Senna rồi có Afe hay là có Jerry thực sự là rất là thú vị. Cocky cũng sẽ là một ưu tiên ở khu vực đứng giữa nha. Ở phiên bản 12.11 thì Cocky đang được coi là vị tướng ưu tiên số 1. Ari không còn được như thế nữa, mặc dù Ari cũng không nhận được nhiều điều chỉnh lắm, nhưng mà khi mà các tướng khỏe lên ấy thì lượng sát thương của Ari đã bị ít đi theo thời gian. Và Ari mà không sanh sớm thì nó sẽ rất là thọt. Và đó, chúng ta vừa nhắc đến meta thì Jerry đã ngay lập tức xuất hiện trong đội hình của Anyone Legend. Jerry đã xuất hiện một lần và chúng ta đã thấy ở phiên bản 12.11, đó chính là trong tay của Viper. Chính xác. Nó sẽ có rất nhiều điều chỉnh, nó điều chỉnh cả nội tại lẫn 4 chiêu thức chủ động đến từ vị trí của Jerry.
Vị tướng này sẽ không còn khả năng chống chịu như hồi trước nữa, cũng không có khả năng đeo bám mà đến mức kinh dị như ngày trước nữa. Tuy nhiên những cái điều chỉnh này của bên Riot sẽ hướng Jerry lên cái lối đồ thuần về sát thương chí mạng. Chính xác. Giảm đi khả năng làm chậm, tuy nhiên sẽ trả lại cái sát thương chí mạng và cái thời gian hồi chiêu trả ngược dành cho Jerry sẽ rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn hết ý, đấy là Jerry bây giờ đã tự nhiên đã trở thành một vị tướng cấu rỉa rất mạnh. Bởi vì một chỉnh sửa thôi, cái W của Jerry bây giờ qua tường để có khả năng chí mạng vào tướng và lính. Nó khiến cho cái khả năng cấu rỉa của cô nàng này trở nên cực kỳ khủng khiếp. Ở cái giai đoạn late game thì các bạn có thể nhìn thấy dễ dàng, còn một con Jerry nhiều đồ ấy, nó có thể bắn W giật lên tầm khoảng 500 hay 600 đam, một chuyện rất là bình thường. Và nó sẽ như là một con Corki vậy. Khi mà bạn tưởng tượng là một đội hình có cả Jerry cả Corki thì đối phương cấu rỉa trước giao tranh ở những cái bờ tường các thứ là rất là khủng khiếp. Hai đội tuyển đang có một cái lối ban pick thực sự là rất nhanh. Không biết là bởi vì trước đấy bị lỗi làm lại hay là họ tự tin với những sự lựa chọn này. Nhưng mà ở phiên bản 12.11 này thì Xin Giao đã quay trở lại. Chính khả năng hồi phục cùng chính với phòng lôi thương. Đó là lý do tại sao mà ở trong các giải đấu hiện tại, các giải đấu lớn thì Xin Giao cũng đang được ưa chuộng. Wukong thì sẽ là một vị tướng luôn luôn bị cấm ở cả phiên bản 12.10 lẫn 12.11. Và Viego và Xin Giao có thể sẽ là một kèo đấu mà chúng ta thấy nhiều hơn ở phiên bản này. Wukong thì trong phiên bản này đã bị chỉnh sửa về thời gian hồi chiêu của cái chim mồi đó, chiêu W. Đúng. Cả cái cân đấu vân đó cũng sẽ giảm đi tốc độ đánh. Một phần nào đó giảm cái khả năng dọn rừng của Wukong lại. Tuy nhiên Wukong vẫn là một vị tướng có khả năng dọn rừng, vẫn có khả năng ganh cơ động và vào giao tranh rất là nhanh. Và chúng ta nhìn theo những cái lượt cấm tiếp theo đó chính là Sylas của Yumi. Thì Sylas là một trong những vị tướng được bắp rất là mạnh ở phiên bản hiện tại, khi mà cái nội tại của đồ vương nó sẽ tăng cái lượng hồi máu cùng với giảm đi cái thời gian hồi chiêu. Thì Sylas là một sự lựa chọn rất mạnh ở khu vực đường giữa. Chúng ta còn ở khu vực đường dưới có rất nhiều bắp dành cho Tahmkent, Taric cùng với cả Rakan. Tahmkent sẽ được tăng cái thời gian học, tăng được cái lượng hồi máu đó từ chiêu Q, tăng cái đòn đánh sát thương từ đòn đánh tay và tăng cái lượng giáp ở cái chiêu cuối ngầm nước. Rồi Rakan, anh ta được tăng cái khả năng hồi máu của cái phi tiêu lấp lánh, tăng giảm cái thời gian hồi chiêu của cái xuất hiện hành tráng cùng với cái chiêu E của mình. Thì đó sẽ là những cái bước đột biến ở khu vực đường dưới. Và chúng ta đang thấy Ryze cũng được tăng cái sức mạnh phép thuật ở chiêu E, chiêu dòng chảy ma pháp của mình. Thực ra là đây là một cái búp tương đối là mạnh dành cho Ryze, bởi vì dòng chảy ma pháp, nếu các bạn nào đã có sử dụng Ryze nhiều ấy thì các bạn sẽ biết là dòng chảy ma pháp là kỹ năng quan trọng nhất của Ryze. Nó có thể kích hoạt được cái khả năng đánh lan đến từ kỹ năng quá tải Q. Nó có thể kích hoạt cái khả năng trói chân đến từ ngục của ngữ. Nếu không có dòng chảy ma pháp thì Ryze sẽ chỉ có thể làm chậm ngục của ngữ. Q thì đơn mục tiêu, nó không thể nổ lan xung quanh được, nên cái dòng chảy ma pháp là một kỹ năng quan trọng nhất cho Ryze. Và Ryze sẽ chỉ biến mất khi mà bị nớp cái dòng chảy ma pháp này và quay trở lại khi dòng chảy ma pháp được buff một lần nữa. Edward Legend đã hoàn thành được đội hình của mình với những vị tướng khả năng carry về late rất mạnh là Jerry, Gangplank và Ryze. Bên phía bên kia cũng là một đội hình giao tranh gần như là không sợ. Với sự xuất hiện của Nautilus và Galio thì đây sẽ là một đội hình mà hai bên sẽ có khả năng lao vào nhau cực kỳ tốt. Và nó sẽ khiến cho cái thế trận của chúng ta diễn ra, tôi nghĩ là sẽ cởi mở hơn so với một số đội hình khác. Ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy Sejuani và On ở đường trên là thôi, tôi thấy trận đấy là chúng ta có thể lấy thêm cái gối để đi ngủ cũng được. Và trận đấu này thì có lẽ là chúng ta nên mở mắt ra để xem là hai bên tấu hài như thế nào. Bởi vì dù sao ấy, LGD đã có một sự thay đổi. Đấy là hai trao đã xuất hiện ở khu vực đỉnh giữa. Không phải là Ye nữa. Đấy, anh Yeji thì Yeji bây giờ đã ngồi ngoài rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự xuất hiện của hai chao. Không biết là hai chao này là hải cháo hay là hai bát cháo, không biết. Nếu có khi là nếu mà thua 2-0 thì là hai bát cháo thật đấy chứ. Thua thì chắc là hấp cháo mà ăn thôi. Nhưng mà có thể chúng ta sẽ thấy được cái giao tranh nó mãn nhãn khi mà hai đội hình đều là hai đội hình có khả năng giao tranh tổng rất là mạnh. Tuy nhiên hai đội hình này lại, chúng ta nhìn lại thì hai đội hình này cần cái thời gian để tăng tiến sức mạnh rất là lớn. Khu vực đường dưới chúng ta đang có Jin, Leona, rồi Nautilus và cả Jerry, là bốn vị tướng này đều cần cái khả năng để farm sức mạnh. Chứ con Jerry ở phiên bản hiện tại nó cũng cần rất là nhiều đồ, chứ nó không thể mạnh ở một hai đồ ban đầu.
thì khu vực đường giữa chúng ta còn nhìn thấy đó Rai cùng với Galio. Galio cấp độ 6 sẽ đi can thiệp ở các khu vực đường, tuy nhiên nhìn ở khu vực đường trên thì nó không có khả thi cho lắm khi mà Kale không có quá nhiều khả năng để đánh ngược lại so với Gangplank. Và Gangplank anh ta hoàn toàn có thể đóng băng được cái đợt lính để có thể farm an toàn. Còn Rai thì cũng sẽ là một vị tướng cố gắng farm để tích cho mình cái lượng nước mắt. Và trận đấu giữa Anywhere Legend cùng với LGD đã chính thức bắt đầu. Và trước khi vào những cái diễn biến chính của trận đấu thì xin mời các bạn hãy để cho chúng tôi vài giây để có thể bấm một lượt like, một lượt subscribe để giúp cho kênh LBL Vietnam Official ngày càng phát triển hơn. Và chúng tôi sẽ có những động lực để tạo ra và truyền tải đến các bạn các sản phẩm tốt hơn trong tương lai. Một trận đấu diễn ra theo một cái chiều hướng, đấy là hai đội sẽ phòng thủ giai đoạn đầu. Chúng ta sẽ không thấy 10 vị tướng lên được trên phá mắt và đánh nhau giống như là trận đấu giữa OMG và Di Động nữa. Cái đường dưới này thì chúng ta đang nhìn thấy được là cái điểm ngọc bổ trợ của hai vị xạ thủ này nó có một sự khác biệt nhẹ. Khi mà bên phía của Asum ấy thì anh ta có cái điểm phụ là bảng pháp thuật, là hai cái điểm ngọc gia tăng sức mạnh về cuối trận rất mạnh. Nghĩa là rõ ràng bên phía LGD muốn chơi về late game. Họ muốn con Jinx này sẽ trở thành một khẩu pháo cực mạnh ở giai đoạn về sau. Trong khi đó thì Betty ấy, thì anh ta hướng đến cái giai đoạn mid game nhiều hơn, với cái việc là anh ta có bảng phụ là bảng áp đảo, là bảng đỏ. Thì những cái điểm của bảng đỏ này thì nó sẽ rất có lợi nếu mà bạn có điểm hạ gục sớm để bạn gia tăng sức mạnh luôn. Thì nó sẽ thể hiện được hai cái khác, nhưng mà pha giúp này trông vẻ là nó hơi quá tay. Pha giúp mà cái kiên nhẫn của con bùa đỏ nó tí nữa thì nó hết luôn. Nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho tốc độ farm đến từ Xiao Hao nó tăng vượt trội hơn so với con Viego một chút. Ở khu vực đường dưới thì cả hai bộ đôi đều ra đường chậm, nên là họ cũng đã biết được phần nào đó cái thông tin về cái vòng rừng rồi. Nó sẽ khiến cho đường trên nó sẽ trở thành một điểm nóng trong khoảng 2-3 phút nữa. Ở khu vực bên dưới có cả cưa nhẹ từ vị trí của Leona khi anh ta gõ nhẹ cái chiêu Q và lấy được một lượng máu nhất định ở từ vị trí của Xin Zhao. Khu vực đường trên thì sẽ là giai đoạn đầu khá là khó thở dành cho Kale trong tay của Phoenix. Khi mà với cái nội tại đó quyền nó bất diệt cùng với những cái đàm phán thì những cái Q đến vị trí của GDG nó sẽ rất đau ở vị trí của Phoenix. Kèm vào đó anh ta sẽ lấy được lại một lượng máu cộng thêm. Nhưng mà ở khu vực đường dưới tôi đang thấy là Betty sẽ sử dụng hồi máu, trong khi đó Asum thì sử dụng thanh tẩy. Nó sẽ khiến cho cái khả năng giao tranh sớm ý, của bên phía Edward Legend trở nên vượt trội hơn, do họ có lợi ở cái hồi máu. Cái hồi máu này sẽ giúp cho họ có khả năng băng trụ. Đừng quên là về phiên bản 12.11 thì sát thương từ trụ đã bị giảm, và nó sẽ khiến cho những pha băng trụ nó trở nên thường xuyên hơn. Phiên bản 12.10 thì sát thương đến từ trụ nó lại cao quá, nên là các đội tuyển không dám băng trụ nhiều. Nhưng ở phiên bản 12.11 thì đã có một vài chỉnh sửa để kêu gọi cái khả năng băng trụ nhiều hơn. Với khả năng clear lính tốt thì Betty cũng là Chiu Chiu cũng đang đẩy đường mạnh mẽ hơn một chút. Và họ sẽ ép cho bộ đôi đến từ bên phía của LGD lùi về sâu ở trong tầm trụ. Nhưng mà khi mà Viego với cả Xin Zhao đều đang ở cánh trên như thế này thì việc mà bạn pha tầm trụ hay là bạn đẩy lính cao thì nó không ảnh hưởng lắm. Thực sự với chất tướng của cả hai đội tuyển ở khu vực đường trên và khu vực đường giữa thì không quá nhiều tiền đề để có thể đánh nhau. Kêu anh ta chỉ đang cố gắng để farm được những cái đợt lính, cái lượng lính, chỉ số lính tốt nhất. Khi cái đợt big wave này GDG anh ta đẩy vào rất là nhiều lính liên tục bị cấu máu bởi cái đàm phán cùng với cả những tình huống nối thùng. Phoenix anh ta đang thực sự khó thở, nhưng mà nhờ cái bước chân thần tốc cùng với cái Kino Run, một phần nào đó sẽ giúp anh ta có thể có một thời gian trụ đường tốt hơn ở khu vực đường trên. Mỗi tội là bây giờ Shadow anh ta đã xuống cánh dưới rồi, và nó sẽ khiến cho đường trên đến bên phía của LGD nó vẫn tiếp tục phải thở oxy thôi. Giai đoạn đi đường này sẽ là một giai đoạn cực kỳ khó khăn cho TNS, bởi vì anh ta gần như không có cái khả năng đáp trả lại những cuốn cấu rỉa của ZDZ. Và đây thực sự là một kèo đấu mà Gangplank đang rất là thích. Ở meta hiện tại, thực ra Gangplank là một tướng mà bạn không có nhiều cái tướng để counter lại nếu mà đối phương đã chọn trước đâu. Gangplank gần như là một vị tướng hoàn hảo với khả năng gây sát thương, đẩy đường tốt, sát thương về cuối trận mạnh và có những khả năng đột biến với những tình huống đối thủ. Trừ phi bạn đối thủ bù mắt thôi, còn nếu mà bạn đánh chỉ cần hai thùng thôi là đã cảm giác là tốt lắm rồi. Nói mà trượt thùng hai như kiểu Doran thì thôi. Đây là một vị tướng mà nó có rất cái nhiều biến số, mặc dù bạn có thể xanh nhưng mà nối thùng không trúng thì cũng vậy thôi. Đúng. Shadow bị phát hiện tầm nhìn ở khu vực này. Sẽ không có quá nhiều biến động khi mà cả hai người chơi đi rừng đều đang tiến ra và có thể farm được lượng chỉ số lính. Shadow thì anh ta đang có một cái vòng để tiến sang cái khu vực bùa xanh bên phía bên kia để cấm một con mắt.
hình như là lỗi hiển thị. Chúng ta kiểu bị tham lap ấy, chúng ta kiểu bị nhảy dòng thời gian một tí. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với phút thứ 5 luôn, khi mà con rồng đã ra được một khoảng thời gian rồi. Treo heo thì vẫn đang cố gắng lên cấp độ 6, bởi vì chúng ta biết rằng con xin dao này khi mà bạn có chiêu cuối ấy, thì khả năng băm bổ vào của nó là rất tốt. Chiêu chiêu nhìn thấy xin dao ở đây, anh ta làm choáng được xin dao. Xin dao cũng sử dụng nội tại, ta kéo vào người của bên phía Xiao Hao, tấn công vào Xiao Hao và xin dao những cấp độ đầu tiên này rất yếu ớt. Có chiêu cuối của Gang Plang nhưng mà sát thương đã là không đủ rồi. Betty cũng đến đây để lại một cái W, sau đó là E đi về. Fox cũng phải sử dụng chiêu cuối để giải cứu cho người đồng đội của mình. Một tình huống tấn công tốt đến từ bên phía của LGD, xuất phát từ khả năng chọn mục tiêu quá hay đến từ Xin Dao. Họ tập trung người nhanh hơn và họ có được cái lượng khống chế dồn vào, dồn sát thương rất là nhanh vào trí của Xiao Hao. Thì bây giờ lợi thế đã có dành phía của LGD và họ kiểm soát ngay cho mình con rồng đầu tiên, rồi con rồng công nghệ trên bản đồ. Chúng ta cùng xem lại cái pha này. QQ cùng với Xin Dao có mặt ở đây chênh lệch một cấp độ. Xin Dao ta rất là tỉnh, kéo thẳng vào mặt của Xiao Hao, có thiêu đốt, có cả cái bắt choáng cùng với cái lá chắn Duran đến từ vị trí của Galio. Lượng sát thương dồn vào thực sự là Xiao Hao anh ta mất cả tốc biến, ta cũng không thể thở nổi được con pha này. Mà thực ra chúng ta cũng thấy hợp lý thôi, bởi vì LGD là một đội tuyển đánh 15 phút đầu tiên rất mạnh. Thực sự là như vậy. LGD luôn luôn là một đội tuyển có khả năng khởi đầu ván đấu rất là tưng bừng. Và cái việc mà họ có chiến công đầu trong pha thi đấu vừa rồi thì nó là một điều hợp lý, khi mà Edward Legend lại bước vào một giao tranh mà không có được cái thông tin xem là người đi rừng đối phương ở đâu. Và khi mà cả Shadow cả hai Chao xuất hiện thì nó sẽ là một cơn ác mộng của Xiao Hao. Xiao Hao bây giờ đang chỉ là cấp độ 5 mà Shadow đang có một tình huống sang cướp cộng với cả Xin Zhao luôn nha. Shadow đang chơi rất là giang hồ, đang muốn làm lâm tặc và có mặt cả Xin Zhao ở đây, không có tốc biến nha. Tốc biến lên vẫn chưa đánh thường. Xiao Hao đang cố gắng để lấy con bùa đỏ, liệu lần đấy được, lấy được rồi. Shadow có mặt ở đây cùng với cả anh hai Chao rồi, sẽ là mạng hạ gục dành cho Lộc Shadow. À đúng rồi, Lộc Shadow có mạng hạ gục. Chúng ta có thể nhìn thấy được là Xiao Hao anh ta pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu mà anh ta kiểu hết sự lựa chọn rồi, không còn tốc biến mà bị con Nautilus dí bên cạnh. Nên anh ta thậm chí đâm ngược lại với con bùa đỏ để cố gắng lấy được cái bùa đỏ này luôn, có thể giúp cho bản thân mình hồi máu lại một chút. Ở khu vực đường dưới này thì mặc dù tốc độ đẩy của Jinx cũng là tương đối tốt khi mà đã hoàn thành xong mình cái bó tên ánh sáng rồi. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy được con Zeri này nó đang lỗi mức độ như thế nào. Nó cứ ép được đối phương vào trụ, sau đó bắn cái W để cấu rỉa từ xa là cực kỳ khó chịu. Và các bạn sẽ thấy là bộ đôi Nautilus cộng với cả Jinx sẽ không thể nào di chuyển được quá nhiều. Nó sẽ hạn chế một phần nào đó cái khả năng tấn công đến Shadow. Mặc dù người ta đã làm rất là tốt sau hai pha mà Jin Zhao đi cùng. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì nếu mà không hạn chế được con Zeri ở khu vực đường dưới và không hạn chế được farm của con Rai thì nó sẽ là một tín hiệu không lành lắm cho LGD đâu. Nhưng mà cái điểm cộng bên phía của LGD đó là những cái pha này Jinja ta bỏ lên. Nhưng mà trên lệch chỉ số lính của Asim là nó không nhiều. Thậm chí anh ta farm xong đợt này anh ta cũng trên cả chỉ số lính so với Betty bên phía bên kia. Mà đặc biệt anh ta đã tích được cho mình đó là hơn 70 số đến từ cái lưỡi hái rồi. Một cái lượng kinh tế rất là giàu. Mà chúng ta nhìn lại bên phía đội tuyển của LGD xem, họ có rất nhiều công cụ để counter con Zeri. Counter cứng đó chính là con Nautilus, cùng vào đó là cái thú săn mồi kèm với những cái tình huống lao thẳng vào bật cái lá chắn Duran, nó sẽ rất là kinh dị. Khi mà Betty ta không cầm cho mình thanh tẩy, đây sẽ là một trong những cái tình huống mà đó sẽ là con dao hai lưỡi. Để xem người ta cầm cái lưỡi nào thôi. Tuy nhiên cái đội hình ở bên phía LGD ấy, thì họ cũng có quá nhiều tay ngắn. Đó là một cái lợi thế không nhỏ dành cho Betty đâu nhá. Bởi vì cái chiêu cuối của Betty bây giờ vừa một tình huống tốc biến rất hay đến từ Asun và Xin Zhao. Một tình huống đặt lựu đạn ma hỏa ra đằng sau và sau đó là một cú kéo ép cho Betty phải bắt tốc biến. Và bây giờ bắt tốc biến thì bạn chạy đâu. Còn chiêu cuối điện đạt đỉnh điểm nhá. Bắt được chiêu cuối và chiêu của Shadow và lấy được xác của bên phía Betty luôn. Một thế trận rất tưng bừng vẫn đến từ bên phía LGD. LGD là một đội tuyển đánh rất là cháy ở giai đoạn ban đầu, chúng ta vừa nói xong đúng không? LPL là một cái giải đấu mà họ không coi cái trụ ra gì cả, mặc dù phiên bản trước cái sát thương từ trụ đã được bắp lên rồi, họ vẫn có những cái tình huống băng trụ rất là nhiều. Chúng ta có thể so sánh với các giải đấu khác thì LPL là một trong những giải đấu có cái mật độ mà thực hiện những tình huống băng trụ rất nhiều. Vừa nói xong có lẽ sẽ băng trụ tiếp. Lộc Shadow đã có mặt ở đây với hai mà hào gục cùng với cả Xin Zhao phía sau. Betty đang rất ngơ ngác, các ta vợ chưa biết kéo chung Betty lên, kéo thẳng Betty có chiêu cuối đến từ cả Jin, cái tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Lộc Shadow có mặt ở đây và chúc cho Betty có một ngày vui. Bây giờ QQ anh ta đang rất đơn độc và có chiêu cuối đến từ Gangplank của GDG để có thể cover cho mình. Force đã có mặt ở đây, tốc biến rất nhẹ nhàng tới của Shadow. Shadow lùi về thành công, sẽ là một tình huống trao đổi rất lời khi mà Jin trong tay của Asim đã có mạng hạ gục và deny rất là nhiều lính ở phía của Betty.
Chính xác như vậy. Bây giờ con Jinx này sẽ có lợi thế hơn hoàn toàn so với con Jerry khi mà Betty đã bị chậm đồ hơn một chút. Và cái khả năng đẩy của Jerry thì bây giờ cũng đã bị giảm đi khá nhiều rồi do cái chiêu Q của cô nàng này, cái sát thương cơ bản đã bị giảm. Và nó sẽ phải đến từ cái việc là bạn phải có đồ. Và ở giai đoạn này thì là một giai đoạn mà Betty rất là mong manh, không có chiêu cuối nhé, không có phép bổ trợ nào. Đó lý do tại sao mà Betty bị đẩy ra khu vực từ giữa khá là sớm. Mặc dù chưa có cái trụ nào bị lấy đi, cũng chưa có lớp ra trụ nào ở khu vực đường dưới, nhưng Betty vẫn phải có cho mình là đẩy ra khu vực đường giữa và đứng ở đấy farm thì anh ta mới có thể an toàn. Chứ còn đi sang hai cánh bây giờ là chỉ có chết. Hiện tại thì Jin trong tay của Asum đã có cho mình cái móc diệt thịt quái và đã tích luôn cho mình cái xong 100 điểm của cái lưỡi hái rồi. Một lượng kinh tế vô cùng khủng khiếp. Như Annihilation họ quyết định tiến ra đây với cái mắt sứ giả. Phoenix anh ta vẫn đang rất là ngây thơ, vẫn chưa biết điều gì xảy ra. Sứ giả được thả, vẫn còn chiêu cuối, vẫn còn tốc biến, nhưng mà ta vẫn đang cố gắng ôm cái trụ này. Sứ giả hút xong thì anh ta sẽ bị làm thịt. Có thần linh linh hoạt, có cả Thái Dương hạ sang. GDG vẫn đang cố gắng ở đây, trụ đã có dành ở phía của Annihilation. Phoenix anh ta đang rất thân cô thế cô và chắc chắn anh ta sẽ bị đánh. Và cô bé biết bay đang bị liên tục những cái tình huống đàm phán từ GDG. Một cái tình huống gỡ lại cái lượng kinh tế rất là nhiều khi mà chênh lệch về tiền đang là 1000 tiền cho anh phía của Annihilation. Con sứ giả sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, mình sẽ hút được lần 2 vào cái trụ 2 đường trên. Đây là một pha thả sứ giả rất có lợi cho bên phía của Annihilation. Nhưng cái lợi đấy nó lại nằm ở trong tay của con Gangplank. Gangplank, Xin Zhao cộng với cả Leona là những người nhận được tiền. Trong khi đó các bạn có thể nhìn thấy đường dưới, Asum với cả Xin Zhao ta ăn full trụ. Asum phải chia cái lớp trụ cuối cùng này cho Jin Zhao một chút mà thôi, vẫn là nhận về cho mình 400 tiền. Và nó khiến cho con Jinx này trở nên quá khỏe. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái tầm gây sát thương của con Jinx ấy so với tầm gây sát thương của các thành viên bên phía N1 Legend là sẽ vượt trội hơn. Nên trong những trường hợp mà Asum có thể carry được thì chúng ta sẽ thấy là đây sẽ là một trận đấu tương đối là dễ cho bên phía của LGD. Tuy nhiên nhá, Asum luôn luôn có cái chỉ số tốt ở cái giai đoạn đầu mà cứ 15 phút là ta xịn vương viện suy vong rồi cho Fox. Wow, sáng tạo đấy. Tôi nhớ không lầm là rất nhiều chỉnh sửa ở những cái trang bị dành cho pháp sư đường giữa khi mà bắp được cái sức mạnh phép thuật dành cho cái vương miện suy vong cùng với cái trường băng vĩnh cửu. Và đây sẽ là một sự lựa chọn rất là táo bạo dành cho Rai khi mà đã bắp được cái sát thương đến từ chiêu E theo thiên hướng sức mạnh phép thuật. Thì họ đang muốn rằng con Rai này sẽ hướng lên cái sức mạnh phép thuật nhiều hơn là lên thuần theo cái hướng chống chịu như những phiên bản trước. Đúng như vậy. Và thực ra là ở cái phiên bản hiện tại thì cái trượng băng ấy nó đã bị giảm cái thời gian trói chân rồi. Nó từ 1,5 giây nó xuống còn có 1 giây thôi. Nên là nhiều vị tướng pháp sư có khả năng khống chế sẵn rồi ấy, thì họ sẽ không lên thêm cho mình là cái trượng băng vĩnh cửu nữa, mà họ sẽ có kéo chúng vào vị trí của Chiêu Chiêu nhưng có tấn công và không chiêu cuối vào người Betty. Betty lùi về kịp thời rồi, bây giờ hai chao đến, hai chao làm chậm được Fox. Fox không bị khiêu khích, bây giờ là chiêu cuối của Betty trả ngược sát thương lại, nhưng cái chiêu cuối của ZDZ nó lại không đẹp, nó không làm chậm được quá nhiều người. Bên này họ chỉ giữ được Jin Zhao kéo vào người của Fox luôn. Fox bây giờ quá yếu ớt, anh ta phải tốc biến đi. Chiêu cuối đến từ hai chao và tuyệt mệnh đến từ Shadow. Shadow lấy được xác của bên phía Fox nhưng mà anh ta không đủ tâm để có thể ngục cổ ngữ, và vẫn là một pha giao tranh có lợi ở bên phía của LGD. Và sao người tiếp tục gắn mạng là Shadow. Fox anh ta hừng quá trong pha này, anh ta bị đánh cho Fox luôn rồi. Có mặt Shadow ở đây, Shadow choáng không trúng. Siêu hao có mặt đây chắc chỉ cho đủ người mà thôi, khi mà cái lượng máu của trụ vẫn liên tục bị bào. Asum bị làm chậm nhẹ, có một tình huống phong lôi thương không chính xác và Asum cùng với Jin Zhao sẽ lùi về. Fox anh ta pha đó anh ta đánh quá hừng, khi mà bên phía bên kia đang có 4 thành viên ở đây. Nếu như mà tấn công vào vị trí của Jin Zhao thì vẫn còn đó cái chiêu cuối của Galio. Đó là cái gì? Siêu hùng giáng thế. Dạo này bị hậu Covid cho nên tôi hay quên. Đây là một cái chiêu cuối không đẹp của Gangplank. Thực ra là nó tung ra, một là hơi sớm quá, hai là muộn quá. Nó không chặn được đường về các thành viên bên phía LGD. Và đây là cái pha mà Fox anh ta không hiểu nghĩ gì mà lại dám đứng trước mặt một con Nautilus. Và tốc biến nó không đem lại hiệu quả gì khi mà Shadow có thể đuổi theo. Vẫn là một cái thế trận rất tưng bừng cho LGD. Vẫn là luôn luôn là ông vua của 15 phút đầu tiên. Khi mà họ đánh rất cháy, có những tình huống đánh xoay quanh xạ thủ thực sự là rất ấn tượng. Nhưng mà đây sẽ là một trận đấu mà LGD có khả năng snowball và kết thúc được ván đấu. Bởi vì ở phút thứ 15 thôi, Asum đã có cho mình được hai món đồ
con Jinx nó đã có cho mình là móc diệt thủy quái cộng với cả đại bác liên thanh. Trời. Thì đây thực sự là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù các bạn có thể nhìn thấy lượng tiền chênh lệch là không nhiều do là ở đường trên ZDZ đang có một cái lợi thế quá lớn so với PNS. Nhưng về cái đội gánh team ấy thì con Jinx này nó sẽ trở nên với lượng đồ này ấy, thì cái khả năng gánh của Jinx dễ hơn. Bởi vì sao thì ZDZ cũng là một vị tướng mà bạn cần cái khả năng tiếp cận bất ngờ. Nếu mà bạn bị thả diều đến từ một con Jinx có màu đỏ ấy, thì cũng tương đối là khó để cho Gangplank có thể tạo đơn được một cái số trong khoảng thi đấu này. Cái điểm then chốt đó là bên phía đội A1 Legend. Phần nào đó trừ những cái tình huống nối thùng mà nếu như GDG ta có thể có những cái góc mù, những cái góc đứng mà mù á, thì khi đó đâu đó Asim anh ta không có tầm nhìn thì mới có thể dính được những cái tình huống nối thùng mà thôi. Chứ nhìn bên phía đội tuyển Anyone họ có thể nói rằng với Leona, với Xin Zhao, tuy nhiên họ không có bất kỳ cơ hội nào để có thể chạm vào người của Asim cả. Khi mà đứng bên cạnh anh ta đó là Galio, đứng bên cạnh anh ta đó chính là Kale với cái thần linh đình đoạt. Và Shadow anh ta cũng không có ngại dại gì mà có thể lao thẳng lên phía trước cả. Phía này chúng ta cũng có Nautilus. Với những tình huống móc vào thì cái tuyến đầu của Annihilation họ sẽ rất bận rộn. Tiến lên của Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu móc thẳng vào chiến của GDG. Có dịch chiến trên của Phoenix sẽ là tình huống 5-5. Siêu Hùng giáng thế hạ cánh xuống nhưng mà Chiêu Chiêu đã nằm rồi. Người thấp máu là Kiu đã cố nó bỏ chạy. Nhưng phía này Asumata free shot và Viego đã lấy được cái mạng hạ gục của bên phía Xiao Hao rồi. Có cho mình đó là cái vòng xoáy không gian thoát về thành công là một đổi một dành phía của LGD, nhưng mà họ lời hơn rất nhiều khi mà đổi đó là một mạng người chơi hỗ trợ cùng với đó là người chơi đi đường phía bên kia. Bây giờ không có trừng phạt thì lấy cái gì để có thể tranh chấp cái con rồng này đây. GDG bị phát hiện, còn nhìn giật bắn khá đẹp, dính cho mình cái cạp cạp. Ui, một tình huống đối thủ đẹp nha. Betty tóc biến lên lấy được cái mạng hạ gục của Asum, anh ta chơi dại rồi. Đây chính là một cái mà chúng ta nhìn thấy LGD họ luôn luôn đánh rơi cái lợi thế của mình là ở những pha như thế này. Ấu, thật sự những tình huống mà Asumata có thể rút lui về nhưng người ta lại quá tham và cũng không còn nhiều chiêu thức nữa. Và đến một tình huống mà Betty cũng đã rất quyết đoán, tốc biến qua tường để dứt điểm Asum luôn với tình huống bắn quy của mình. Và đây sẽ là một tuy nhiên rất đáng tiếc là cái pha bắn đấy của Betty ấy thì chỉ là mang cho người ta hỗ trợ thôi. Còn sát thương nó vẫn là vào con Gangplank này. Và con Gangplank các bạn có thể thấy được trong những khoảng không gian nhỏ hẹp thì nó thể hiện được giá trị của mình. Còn trong những pha mà đối phương băng thẳng vào như thế này, Jin Zhao đã làm rất tốt trong pha combat này. Đấy là ta lockdown được nguồn sát thương lớn nhất của bên phía Edward Legend, đấy là Gangplank. Gangplank của ZDZ không làm gì được, anh ta không còn chiêu cuối nữa. Anh ta bị đối phương kéo vào, anh ta bị hất lên với thủy lôi tầm nhiệt. Anh ta không kịp chuẩn bị những cái thùng để giao tranh. Và đó sẽ là một cái viễn cảnh giao tranh rất đẹp của bên của Legend. Nhưng mà cái pha thi đấu này cũng chả hiểu lý do gì anh ta làm cái gì lại. Tôi vừa được nói là anh ta về được. Xong anh ta ở lại luôn. Mà pha này tôi nghĩ là mạng hạ gục dành cho Gangplank nó cũng hợp lý thôi. Chứ nếu như Gangplank không ăn trong cái tình huống đó thì với cái tốc biến với cái thanh tẩy anh ta đánh cái hạt không nổ thì vẫn có thể thực hiện được một tình huống trốn chạy đi. Thì đâu đó cũng sẽ là một cái vết xước nhẹ dành cho phía của LGD. LGD họ sau đấy họ đã tận dụng được con sứ giả thứ hai để đẩy được cái trụ không được đường trên. Và bây giờ Fiennes cũng đang cấp độ 12 rồi. Đây sẽ là một cái sự đe dọa ngầm đến phía LGD. Nếu bên phía Anyone Legend chỉ tập trung vào người của Asum ở thời điểm hiện tại thôi thì họ có thể sẽ bỏ qua một kêu đang gia tăng sức mạnh một cách đáng kể. Mặc dù cái lượng đồ thì cũng khá là hạn chế với cái việc là lên cho mình là móc diệt. Ở trận thi đấu này thực ra tôi nghĩ là lên móc diệt nó cũng không phải là tối ưu ấy. Tại vì con kêu bây giờ có giai đoạn này là con kêu có thể lên được rất là nhiều đồ. Các bạn có thể lên cho mình là cái cư trợ ác thần để có khả năng hút máu toàn thân. Thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà cái móc diệt này thì nó hơi liều lĩnh quá đến vị trí của Fiennes. Có thể là anh ta nghĩ rằng đối phương sẽ tập trung tấn công vào những vị tướng như kiểu là Viego đang có bounty trên đầu. Chắc cũng hay có là lý do. Con Asum nó nhiều đồ hơn thì anh ta nghĩ là đối phương sẽ không tấn công mình ý, thì lên đồ này cũng được. Để trong giai đoạn mà đối phương đang tấn công đồng đội ấy, thì anh ta có thể gây ra được tối đa sát thương. Nhưng mà với một người chơi thích chơi an toàn như tôi ấy, thì tôi sẽ đánh giá cao hơn một cái trang bị có cái khả năng hồi phục cho kêu thì nó sẽ tốt hơn. Nếu như mà anh là công tố viên trong một phiên tòa, anh là công tố viên anh đang buộc tội Phoenix thì tôi sẽ là luật sư, tôi sẽ có một số gì đó để biện minh cho anh ta, để thanh minh cho anh ta, đó là với cái đội hình này thì cái lượng chống chịu ở tuyến trước đã có rồi. Cái lượng sức mạnh phép thuật mà gây ra bởi một con Galio nó cũng sẽ được đảm bảo. Bên phía của Annihilation không có khả năng không có tăng cứng cho lắm. Rồi chúng ta nhìn thấy nữa, đó là cái quyền trưởng ác thần
ác thần nó đã bị nớp nhẹ trong phiên bản này rồi. Đó là về cái lượng sức mạnh phép thuật cộng thêm. Cho nên anh ta quyết định là lên cho mình cái mốc diệt thủy quái thì nó cũng sẽ tốt hơn thôi. Cũng là một điều hợp lý, bởi vì lượng sát thương của con Rai ấy lên theo cái thiếu là vương địa suy vong cộng với cả quyền trượng đại thiên sứ này thì nó chưa thực sự đáng kể để con kêu này phải lên cho mình là cái đao tím trước. Anh ta sẽ lên đao tím vào đồ 2, cũng là một món trang bị khá là hợp lý dành cho con kêu ở thời điểm hiện tại. Chúng ta thấy là có một số người chơi ấy thì có xu hướng là sau cái trang bị đầu tiên họ còn lên cả nanh na cho cơ để đánh cho nó nhanh. Thì đấy cũng sẽ là một cách lên đồ đến vị trí của Kale có thể suy nghĩ trong bàn đấu này. Kale sát thương bán xà bóng đúng không? Chính xác. Gây cả hai loại sát thương rất đúng là rồi. Khó lên đồ. Xà đồ ta với những cái lợi thế và hạ gục đang đánh rất là hổ báo khi có trên người cả cái giày ninja lẫn cái giáp liệt sĩ rồi. Cái lối lên đồ của con Virgo chúng ta được thấy rất là nhiều rồi. Khi mà lên cho mình đó là cái búa rìu sát thần, sau đó sẽ lên thuần chống chịu như là cái giáp liệt sĩ để cộng lên cái khả năng cơ động cùng với cả cái giáp thiên nhiên càng đang chống chịu sát thương phép liên tục với những tình huống đứng lên trước mà không có quá nhiều áp lực dành cho phía vị trí của Shadow. Nhưng mà đứng ở những cái góc như thế này thì bên phía của LCD giao tranh chưa thực sự là có lợi lắm. Họ đang lao vào vị trí của Chiu Chiu nhưng lượng sát thương dồn vào Xin Giao là nhiều hơn, và bây giờ là Betty đang được bắn với chiêu cuối. Nhưng đó sẽ chỉ là một điểm hạ gục cho thành viên bên phía Anyone Legend mà thôi. Họ bây giờ phải nhanh chóng ra tranh cướp con rồng này, bởi vì đây sẽ là con rồng 4 nếu mà để cho bên phía LCD ăn được. Và Shadow đã có một sự cuốn dính một cổ ngữ không trói chân. Jin Hai Chao đang mất cho mình là đồng hồ cát ở đây, đứng ở chiêu cuối của Gang Plank đang phải e về. Nhưng Shadow thì đã bị làm chậm đến từ phòng lối thường. Xiao Hao có lao và tấn công không? Anh ta có lao và tấn công cùng với Betty. Tình huống cấu rất tốt đến từ cái W của con Jerry này. Và bây giờ chiêu cuối của Fox sẽ đem 3 thành viên của bên phía Anyone Legend lao vào hang rồng. Xiao Hao người quan trọng nhất thì bây giờ mới lò dò đến, những sát thương đến từ Betty với cả vị trí của Fox đã là quá đủ. Và nó sẽ là con rồng nước đầu tiên của bên phía Anyone Legend và nó ngăn cản cái linh hồn rồng nước của LGD. Đúng như những gì mà anh Dương đã phân tích, họ đúng là chúa tể của 15 phút đầu. Họ đánh 15 phút đầu rất tốt. Chúng ta nhìn pha này đâu có lý do gì để họ lao vào giao tranh đâu. Khi mà Kale của Phoenix anh ta còn đang bận di chuyển trở về từ cái khu vực bùa xanh cơ, và Xin Giao tại lại liều mạng và tiến lên khi mà 5 thành viên phía bên kia đã tập trung đủ rồi. Thì sau đó bên phía LGD họ nhận ra là họ thua thiệt quá nhiều và họ quyết định là không lao vào để có thể tranh cướp, để có thể đánh mất thêm những lợi thế mà đang có, vì họ đang có 3 rồng rồi. Có một câu mà tôi muốn nói đấy là khi mà con Nautilus của team bạn ấy kéo vào một con Leona bên phía bên kia ấy là giao tranh của bà Toan rồi. Bởi vì Leona có thể bật cho mình là cái W và sau đó anh ta chống chịu một lượng sát thương rất lớn, và khi mà bạn tốn những cái kỹ năng quan trọng để khởi đầu combat và một con Leona như vậy thì nó sẽ rất là thiệt cho các bạn trong cuộc giao tranh. Pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu cũng y hệt như vậy, khi mà Nautilus lao vào và ta không lao ra được, bởi vì Chiu Chiu ta có cho mình được là cái giáp nguyệt thần. Nó sẽ khiến cho cái việc là Xin Giao bay vào bị khống chế, anh ta sẽ mỏng hơn rất nhiều và sẽ không có đủ thời gian để có thể tung hết bộ combo vào những cái mục tiêu chính xác. Và bây giờ thì với hai món đồ, Betty đang trở thành một thế lực thực sự. Ở cấp độ 13 này các bạn có thể nhìn thấy anh ta chỉ nâng một điểm W thôi, nhưng mà cái sát thương để có thể cấu rỉa trước giao tranh cũng rơi vào tầm khoảng 250 đến 300 khi mà nó chí mạng được lên tướng. Thì nó cũng sẽ cho thấy được cái khả năng cấu rỉa rất khó chịu của Betty ở thời điểm hiện tại. Với việc là linh hồn rồng nó đã bị ngăn cản, thì bên phía Anyone Legend ít nhất có thêm 3 phút nữa để cho đội hình tăng tiến sức mạnh. Và con Gangplank của ZDZ đang tăng tiến một cái sức mạnh 3 móng lớn rồi, cực kỳ khủng khiếp. Đây thực sự là ao đồ hoàn toàn so với bên phía bên kia. Chỉ có duy nhất Asum là ngang đồ. Asum cũng đã có Dominic, nhưng mà anh ta lại lên cái giày giáp gai ạ. Wow, con Jinx nó quá e sợ lượng sát thương đến từ Gangplank và phải lên cho mình cái giày thép gai. Sợ, đúng rồi đó. Nếu như pha trước mà anh để ý á, cái điểm cộng khá là lớn đó là những cái tình huống nối thùng của Gangplank. Gangplank anh ta nối một tình huống nối thùng mà trúng cả vị trí của cả Asum cũng Phoenix. Hai người chơi này bị mất nửa cây máu và sau đó họ phải lùi về. Họ không dám dấn lên trong cái pha đánh 4-5 vừa rồi nữa. Cho nên Gangplank bây giờ đang có một cái lượng trang bị khủng khiếp, anh ta mua tiếp tục cho mình đó là một cái áo choàng tím. Thì cái món đồ này nhiều khả năng sẽ là cái vô cực kiếm, thì khi đó mà dính một thùng nó sẽ là một cái lượng sát thương khổng lồ vào vị trí của cả Asum cùng với Phoenix. Thực ra là món đồ này ta lên cho mình là cái huyết kiếm cũng được, hay là lên một cái món trang bị chí mạng nào đó cũng ok thôi. Bởi vì với Gangplank ấy thì chí mạng càng nhiều thì cái tình huống đối thủ thì của bạn càng đau.
Và bây giờ thì với hai tướng chí mạng nhé, các bạn có thể nhìn thấy trong đội hình của các thành viên bên phía N1 Legend là Jerry cũng sẽ lên đồ chí mạng, ZDZ cũng đang lên đồ chí mạng, thì cái ưu điểm của họ là họ ăn Baron rất nhanh. Cái đội hình này của N1 Legend ý, là đội hình có thể lao vào và ăn Baron lén cực kỳ nhanh luôn. Cả hai đội đang đều nhé. Cả hai đội bên kia thì tôi không đánh giá cao lượng sát thương đến từ con Galio lắm, nhưng mà kêu cũng với cả Jinx thì đúng là cũng ăn nhanh thật. Và đây là lý do tại sao mà N1 Legend dồn người ra khu vực Baron, họ đang ăn với một tốc độ siêu nhanh luôn. Nhưng tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp đã đến. Kêu có dịch chuyển và hai sao đã có mặt ở đây rồi, dịch chuyển từ phía của Kêu. Siêu hao cùng với những người đồng có mặt ở đây. Đó chẳng đủ đoàn chính xác rí của Chiu đang rất thấp máu. Phiếu này Asum vẫn đang được free shot. Asum đã có được cái màn hàng gục đầu tiên. Mưa đại bác khá là đẹp. Siêu hùng giáng thế. Siêu hao là người thấp máu. Phoenix bật chiêu cứu cho siêu hao. Siêu hao vẫn đang tồn tại. Betty rất thấp máu. Betty cố gắng lùi ra. Nhưng mà Phoenix tốc biến lên lấy được cái màn hàng gục. Betty Ford đã bị đánh cho phọt luôn rồi. GDG chỉ dám đứng nhìn mà thôi. Bây giờ anh ta phải chạy. Đứng lại là chết. Bây giờ ta không thể nào can thiệp được Jin Zhao có mặt ở đây. Jin Zhao nếu như một mình thì sẽ rất là nguy hiểm. Trở lại rồi Jin Zhao có mặt đội ôi nó thùng kinh dị quá. Phoenix nằm xuống rồi, nhưng mà họ sẽ có được Baron này chăng khi mà ba người liệu rằng đủ không, hay không? Galio có dịch chuyển, Galio có dịch chuyển, tuy nhiên họ quyết định là lùi về, họ binh vào cho mình đó là con rồng. Còn 44 giây, và các bạn có thể nhìn thấy là bên phía Edward Legend cũng biết rằng LGD không đủ máu để có cho mình cái con rồng này. Đây là một pha thi đấu mà Chiu Chiu lại là người mắc sai lầm khi anh ta đứng quá cao, và sau đó là đến cái Betty cũng bản thân anh ta cũng gặp những tình huống đánh lỗi khi người ta dính thủy lôi tầm nhiệt và anh ta kéo cho cả team bị hất tung lên, thì nó không thực sự tốt lắm. Và ZDZ trong pha thi đấu này người ta không có nhiều cái khoảng trống để có thể đặt thùng như là có những tình huống gây sát thương, nên đấy là lý do tại sao mà bên phía của LGD đã giành chiến thắng. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được là N1 Legend cộng với cả LGD đều rất thèm muốn con rồng này. Nhưng LGD thì cái khả năng kiểm soát tầm nhìn của họ là có, với một con mắt ở sâu hang rồng đánh được một hạt soi sáng. Nhưng mà tốc độ ăn đến từ bên phía N1 Legend là nhanh quá. Ui, ăn xong rồi, bên phía LGD mới vào thì giao kéo vào người của ZDZ. Nhưng bây giờ Betty đang đứng ở một góc đánh khá đẹp. TNS bây giờ mới đến nhưng Jin Zhao đã thấp máu rồi. Shadow lao vào chiêu cuối ta hạ gục Asum Chiu Chiu. Nhưng bây giờ thì Betty đã có chiêu cuối. Asum đang mất một nửa máu bởi với thùng của ZDZ. Betty vẫn đang thả diều. Betty đang bắn tốt lại đây. Betty đang bị khiêu khích. Anh em thì bị đấm lên bởi hai chao. Betty vẫn đang bắn được. Bên này ZDZ lại là 1.3 rồi và ZDZ không đủ sát thương. Anh ta muốn cân nhưng mà cuối cùng là LGD đem anh ta lên cân. Anh ta bị hạ gục và đội tuyển anh ta bị quét sạch rồi. Chúng ta vừa nói đó. Asum anh ta free shot hoàn toàn trong pha vừa rồi. Chỉ một tình huống nối thùng đi và kéo đi được hơn nửa trái bóng của Asum. Tuy nhiên cái khoảng thời gian ban đầu nó là quá nhiều dành cho Asum. Cùng với Phoenix có thể xả một lượng sát thương nó kinh khủng đến mức nào. Chúng ta xem tình huống này. Chiu Chiu là người đứng lên chịu sát thương, sau đó siêu hao lao vào. Khi mà Kale tới thì cái lượng sát thương gây ra AOE đến vị trí của con Kale cùng với con Jinx bật cho mình cái dạng xuống lựu. Ôi, một tình huống nó thùng lấy hơn nửa cái máu. Betty anh ta rất là cố gắng, nhưng mà cái lượng khống chế đến từ vị trí của hai trao dùng vào là nó kinh khủng khiếp như thế nào. Thực ra các bạn có thể nhìn thấy là lượng sát thương đến bên phía N1 Legend ý là một lượng sát thương trên diện rộng. Nhưng LGD lại có những cái tình huống thi đấu rất là tỉnh táo, là họ đứng tách nhau ra để lượng không sát thương dính của sát thương. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là cái lượng sát thương đứng tách nhau ra như vậy nó khiến cho con Ryze của Fox không có nhiều cái đất diễn ở trong pha giao tranh vừa rồi. Và ZDZ thực ra là cái lượng sát thương mà anh ta gây ra ấy, đó là từ những cái tình huống nối thùng và đàm phán của người Gasum thôi. Còn ở giai đoạn đầu của giao tranh ấy, anh ta nối thùng hơi xa. Anh ta để thùng ở gần hang rồng, và khi mà đối phương lùi về rồi thì anh ta lại đánh thùng. Thực sự nó sẽ mất hai cái thùng rất là phí. Mà các bạn phải biết là Gas đang ở cái phiên bản hiện tại ấy, là cái thùng của nó hồi rất lâu. Nó có thể cầm được đến 5 thùng, nhưng mà cái hồi giữa mỗi thùng ấy nó sẽ rất là lâu. Và mỗi khi mà bạn tốn 2 thùng mà bạn chỉ trúng được một như thế này thôi ấy, thì cái lượng thùng còn lại của ZDZ nó là rất ít. Bây giờ anh ta nối được 4 thùng rồi đấy, giờ chỉ có chắc còn một cái. Đây, chúng ta có thể nói như lúc đầu, đó là cái đội hình phía của N1 Legend, họ không có bất kỳ cái phương án tiếp cận đâu có thể chạm vào người của Asum. Trừ khi mà Asum ta đứng cao như cái pha hồi nãy mà để bị Betty cộng với GDG bắt thôi. Thì chúng ta có xem tình huống vừa rồi, thật sự không thể trách GDG khi mà anh ta không có cái góc nào để có thể nối những cái tình huống nối thùng xa đến mức có thể chạm vào người của Asum cả. Cái lượng máu của Asum mất đi là những cái pha khi mà anh ta đã kích được cho mình ngân phấn và cố gắng tiến lên bắn thẳng vào người của GDG mà thôi. Bây và giờ thực ra là GDG chiêu cuối pha vừa rồi không đẹp, nhưng pha thi đấu này có thể là khác này. Mỗi tội xèo hào mất nhiều máu quá với lượng sát thương đến từ Asum. Cái khả năng gây sát thương của con Jinx này bây giờ đã out tầm so với các thành viên bên phía N1 Legend rồi.
họ không còn tầm tấn công để đụng vào con Jinx này nữa. Tuy nhiên, cái vấn đề của LGD luôn luôn là cái khả năng kết thúc ván đấu của họ dở so với cái đội top trên. Nên là mặc dù có rất nhiều lợi thế nhé, trang bị bây giờ đang là vượt trội hơn cho các thành viên bên phía LGD. Họ đang hơn 6.000 tiền, họ đang có 3 rồng, nhưng mà họ vẫn chưa thể nào mà có được một con Baron quá thành công. Asum bị bắt lại là dính cho mình cái chiêu cuối của Gangplank. Nhưng mà rất đáng tiếc, rất đáng tiếc là họ không hạ gục được anh ta. Họ đã tiêu tốn hai chiêu cuối là Thái Dương hạ san cộng với cả Mưa Đại Bác mà không bắt được con Jinx kia thì nó hơi toan. Năm người tổ chức được vườn giữa liên tục là những tình huống cùng với cả cái ngục của nữ xả sát thương và hai trao rất là nhiều. Game hai trao ta không có quá nhiều đồ để có thể chống cự. Anh ta có cho mình đó là cái dây chuyền chữ thập Banshee cùng với cái giày thủy ngân mà thôi. Nhưng mà họ đang chia đội hình khá là đẹp khi mà 4-1. Vị trí của Shadow liên tục ra vào cái khu vực đường giữa để cấu đi cái trụ mục, cái trụ nhà lính đường giữa với tốc độ di chuyển nhanh cùng với cả cái màn xương đen, cả cái tóc biến trên người thì rất khó để bắt vào vị trí của Shadow. Đã có khu vực đường dưới rồi, có luôn cả cái trụ nhà lính khu vực đường giữa. Liệu rằng họ muốn lấy hai đường hay không? Đây, họ quyết định là lùi về, không đánh quá mạo hiểm trong cái tình huống này. Con rồng chỉ còn một phút nữa thôi, họ sẽ quyết định lùi lại để có được cái lượng tầm nhìn, sau đó quay ra hồi phục để có thể tiến hành ăn con rồng này. Họ đã mất hai con rồng một cách khá là vô duyên rồi, thì bây giờ họ có lẽ là họ nên nghiêm túc xem xét lại, bởi vì chuẩn bị để ăn con rồng tiếp theo đi. Bởi vì nếu mà cứ để đối phương giật lại con rồng như này ấy, thì thực ra ấy, không có lợi gì bên phía LGD cả. Rồng nước là một con rồng rất mạnh nếu mà bạn có nhiều stack. Và bây giờ Edward Legend đã có hai con rồi. Nếu mà tiếp tục cướp thêm một lần nữa thì sẽ là ba con, cái con rồng nước đến với thành viên bên phía Edward Legend. Nghĩa là họ có thể giao tranh được hai nhịp rất là sướng với cái khả năng hồi phục lại. Bên kia thì Jinx cũng đã cho mình khăn giải thuật, nhưng mà tôi đánh giá là cái khăn giải thuật kiểu này nhập tinh thần có đủ hay không. Bây giờ kéo vào người của Fox luôn, nhưng mà đây là 4 đánh 5 mà các bạn có thể nhìn thấy là hai trao bây giờ mới đến. Chiu Chiu đã nằm xuống rồi, nhập xác đến từ Viego. Fox cũng là ZZZ không gây được sát thương. Betty đang phải bấm được mình đồng hướng động. Shadow tuyệt mệnh trúng vào người của Fox và hết rồi. Betty đã nằm xuống, double kill dành cho Shadow. Bây giờ thì ZTZ đang chạy bị dính giật bắn và thế là hết. Triple kill Shadow chăng? Đúng một tình huống KS không KS được. Và đấy là một pha hạ gục của Asum quét sạch cái bên phía của LGD. Và họ sẽ kết thúc ván đấu ở đây. Phút thứ 32 của ván đấu, LGD sẽ đẩy thẳng vào và kết thúc ván đấu. Một ván đấu mà nó cũng hơi nhọc nhằn ở giai đoạn giữa và cuối trận một chút. Nhưng cái cầu tuyết của họ lăn ở giai đoạn ban đầu đã là quá đủ để giành chiến thắng rất xứng đáng. Tôi đánh giá là Anyone Legend họ hơi ngây thơ trong tình huống vừa rồi khi họ thấy 4 thành viên. Tuy nhiên cái thành viên bị mất đó là ai? Đó chính là Galio. Đó là Galio, họ ngay lập tức họ mắc bẫy, kéo thẳng vào để đánh nhau thì ngay lập tức có nguyên cái siêu hùng giáng thế nó đáp xuống. Từ đó đội hình họ tan vỡ, khi mà đâu có ai chạm vào được của người của Asum đâu, cũng đâu có ai chạm được vào người của Phoenix. Còn Shadow thì người ta quá trâu với cái khả năng chống cự của mình, khả năng chống chịu của mình với những lượng trang, cái lượng trang bị chống chịu anh ta đã lên được, đó là giáp linh tuyệt sĩ cộng với mình đó là cả cái gần hình như là xong cả cái giáp thiên nhiên rồi, và từ đó tạo nên một cái giao tranh thắng lợi hoàn toàn cho hai mũi carry của mình được free shot. Chính xác là như vậy. Với cả đây là cũng là một trận đấu mà con Viego của Shadow cũng có mạng từ rất là sớm. Nó khiến cho cái lượng sát thương của người ta vượt trội hơn nhiều so với con Syza ở bên phía bên kia và giúp cho bên phía LGD có thể kiểm soát mục tiêu sớm. Họ có 3 rồng từ rất sớm và nếu mà không phải là họ đánh mất hai con rồng nước vào tay của thành viên bên phía N1 Legend ấy thì họ đã kết thúc trận đấu còn nhanh hơn rồi. Một trận đấu rất tốt đến bên phía của LGD, nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn có thể thấy được là họ vẫn có những cái điểm này điểm kia chưa thực sự là ổn định lắm. Và đó là lý do tại sao mà ván đấu thứ hai cũng sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn ở cặp đấu BO3 này. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa.